Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại cái con hẻm là 796 của đường Hậu Giang, thuộc phường 12 quận 6 nha cô chú anh chị. Còn cái con hẻm này là 820 của đường Hậu Giang ha. Hướng ra ngồi đó là cô chú anh chị mình đi cách vài bước thôi là cô chú anh chị mình sẽ thấy cái trường tiểu học Lam Sơn ha. Ở ngay chỗ cái màu cam cam này cô chú anh chị, đó là cái trường tiểu học Lam Sơn. Thì mình đi ra là mình ra tới cái trường tiểu học Lam Sơn luôn. Của chú anh chị mình rẽ trái là mình ra mặt tiền đường của đường Hậu Giang ha. Thì mình ra mặt tiền đường á, là mình sẽ có một cái trường đó nữa là nó trường trung học cơ sở nha. Trường trung học cơ sở cũng là trường, cũng tên cái trường đó là cũng là Lam Sơn luôn của chú anh chị ha. Đó, trường trung học cơ sở Lam Sơn. Còn mình rẽ phải á, là trường tiểu học Lam Sơn nha. Thì từ đây á, mình ra vị trí ngôi nhà của mình á, đang hai cái ngôi trường này rất là gần nha của chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà nằm ở con hẻm 769 của đường Bờ Hôm, thuộc phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà mình có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị ha. Nhà mình là kết cấu là một trệt hai lầu nha. Nhà một trệt hai lầu. Một trệt hai lầu nằm ở quận 6 nha cô chú anh chị. Đây trước mặt của chú anh chị mình đó là trường tiểu học Lam Sơn nè. Hướng này ha. Còn cái này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi thông ra nha, mà là mình sẽ đi thông ra hướng về bên Kinh Dương Vương nha cô chú anh chị. Ở trước mặt của chú anh chị mình đó là trường tiểu học Lam Sơn. Còn hướng ngược lại này á, là mình sẽ ra mặt tiền đường của đường Hậu Giang ha. Phía bên kia đường á là sẽ là trường trung học cơ sở Lam Sơn cô chú anh chị nha. Đó, và ra ngồi đó mặt tiền đường đó của chú anh chị mình rẽ phải á, thì mình đi về vòng xoay Phú Lâm, về bên công viên Phú Lâm ha. Còn mình rẽ trái á, thì mình đi về bên Hậu Giang giao với lại Nguyễn Văn Lưu. Thì nhà mình thì có hai cái con hẻm đi vô, một là cô chú anh chị mình đi cái con hẻm 820/16 Hậu Giang mình đi vô nè, là con hẻm này là hẻm 820 đó. Thì đầu hẻm là 820/16 nè, là mình đi vô ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mình muốn đi hẻm chính của ngôi nhà mình á, là hẻm chính của nhà mình đó là 796 của Hậu Giang mình đi vô. Nhà mình hiện tại đang thuộc một sẹt của đường Hậu Giang nha. Thì cô chú anh chị nào mình có xe hơi á, mình đi xe hơi từ đường này nè, mình đi vô tới cuối đường là mình dừng lại được rồi ha. Tại vì cuối đường mình rẽ trái á, thì hẻm nó hơi nhỏ, hẻm đó thì hẻm ba gác thôi. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng cái căn nhà này á, là 2.800.000.000 nha. 2.800.000.000 nha cô chú anh chị. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu nha, có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ở hẻm này là hẻm 796 của đường Hậu Giang, thuộc phường 12 quận 6 nè. Ở hẻm 796 nè ha. Ở hướng này mình đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Hậu Giang ha. Cái này là thuộc một sẹt nè. Hướng này mình đi ra là ra một sẹt của đường Hậu Giang nha cô chú anh chị. Còn cái này á, thì hiện tại là mình ra ngay chỗ cái trường tiểu học Lam Sơn. Ở nhà mình hiện tại đang nằm trong con hẻm này mình đi vô. Thì vô bên trong đó thì cái hẻm mình nó sẽ rộng ra hơn ha. Nó rộng hơn. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu nha cô chú chị. Ở nhà một trệt hai lầu ha. Pháp lý rõ ràng luôn. Sổ hồng riêng nha. Cái con hẻm này là cái con hẻm thông ha, nó sẽ đi thông ra tới vị trí mặt tiền đường của đường Kinh Dương Vương luôn nha cô chú anh chị. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đây, nhà mình hiện tại đang có cái địa chỉ là 796/17 bit đường Hậu Giang, thuộc phường 12 quận 6 nè. Nhà kết cấu một trệt hai lầu ha. Cái lầu này là lầu 1 của ngôi nhà mình. Ở bên trên đó là có một cái lầu nữa ha, đó là hai lầu nha cô chú anh chị. Ở nhà thì chủ có làm là hai cái lớp cửa, đó là một lớp cửa sắt không lá ở bên ngoài và một lớp cửa sắt có lá ở bên trong nha. Thì cũng là hai cái lớp cửa đều là lớp cửa kéo hết nha cô chú anh chị, lớp cửa kéo. Còn khu vực này là khu vực ban công của ngôi nhà mình nè. Ở bên trên thì chủ có làm cái khung sắt luôn ha, rất là chắc chắn. Ở bên trên nữa thì cũng có làm cái khung sắt nữa. Đó, con hẻm này, nhà mình trước nhà của mình thì nó rộng rãi nha. Hẻm này thì nó rộng khoảng có chừng là 3 mét ha, 3 mét đến 3 mét rưỡi. Ra ngồi đó thì nó cũng rộng hơn. Nhưng mà có điều á, là mình nếu mà mình đi từ vị trí một sẹt của đường Hậu Giang mình đi vô á, thì cái khúc này nó hơi nhỏ nè. Khúc này nó hơi nhỏ ha. Còn cái khúc mà hẻm 820 của đường Hậu Giang thì nó lớn nha.
Đó, hẻm này là hẻm thông luôn nè. Đó, hẻm này hẻm thông nha cô chú anh chị. Đó, ra đây thì nó thông tứ tung luôn nè. Ngay chỗ góc ngã ba này là nó thông tứ tung luôn á. Đó, cái này nó cũng ra ngay chỗ cái trường tiểu học Lam Sơn nè. Đó, trước mặt của chú anh chị mình đó là trường tiểu học Lam Sơn ha. Đó, hẻm này là hẻm thông nha. Thì vị trí ngôi nhà của mình đó là thuộc con hẻm thông nha. Nhà thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha của chú anh chị. Nhà có kết cấu là một trệt, hai lầu. Hiện tại đang nằm ở con hẻm 796 của đường Hậu Giang mình đi vô nha. Nhà mình á, thì hiện tại á, cái bề ngang của ngôi nhà mình á, là 3,5 m ha. Và chiều dài vô trong á, là 6,5 m. Đó, ngang là 3,5 m nè. Chiều dài vô trong là 6,5 m ha. Mặt tiền của ngôi nhà mình á, thì chủ ốp gạch cao ráo đụng lên tới bên trên luôn nha cô chú anh chị. Ốp xung quanh cao ráo ha. Đó, thì vô bên trong thì sẽ là khoảng không gian cửa nè. Cửa thì cửa hai cánh, hai lớp ha. Đó, hai lớp cửa kéo. Đó, khung sắt thì chủ cũng có làm cái khung sắt để cho cô chú anh chị mình lên xe. Ngang 3,5 m và chiều dài là 6,5 m nha cô chú anh chị. Kết cấu một trệt, hai lầu của chú anh chị ha. Và hiện tại ngôi nhà này đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Đó, thuộc đông tứ trạch. Nếu cô chú anh chị nào đang cần tìm một cái vị trí ngôi nhà mà có hướng là hướng đông á, thì đừng nên bỏ qua căn này ha. Đó, nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Và đây là cái khu vực phòng khách của ngôi nhà mình nè cô chú anh chị. Kế tiếp là sẽ là khoảng không gian cầu thang và bên trong nữa sẽ là khu vực bếp của ngôi nhà mình. Thì ở đây đó là chủ có thiết kế cái máy bơm đẩy ở đây nè. Khu vực này là cầu thang để mình đi lên bên trên lầu 1, lầu 2 ha. Ở khu vực bên trong này sẽ là khoảng không gian bếp ha cô chú anh chị. Khu vực bếp thì có cả tủ bếp nè. Ở đây thì sẽ có cái khoảng không gian lavabo và gương soi ha. Phía trong này sẽ là khoảng không gian toilet nè cô chú anh chị nha. Ở khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Ở gạch ốp cao ráo luôn, ốp cao ráo lên tới bên trên khoảng có chừng là 1,5 m. Đó, có mấy cái máy nước nóng luôn nha cô chú anh chị. Đó, phía trước thì sẽ là khoảng không gian khu vực phòng khách nè. Đó, cầu thang của mình thì nó nằm lên tay trái này, mình đi lên nha. Cầu thang thì bằng sắt nha cô chú anh chị, bề mặt là bằng đá nè cô chú anh chị nha, bằng gạch bằng đá nè ha. Ở lên bên trên này á, thì cô chú anh chị mình sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên và một cái khoảng không gian ban công nha. Ở cái lối này là cái lối để mình đi ra phòng phía bên ngoài và khu vực ban công ở phía bên ngoài luôn. Còn ở bên trong này á, là chủ có làm thêm một cái phòng ngủ ở bên trong này nữa. Ở để Hoàng bật đèn cho cô chú anh chị mình. Và hiện tại thì chủ cũng có ốp gạch cao ráo lên luôn. Bên trên thì sẽ là khoảng không gian toilet nha cô chú anh chị. Ở lầu 2 của ngôi nhà mình là sẽ có một khoảng không gian, đó là không gian toilet nha. Ở đây là một phòng nữa nè cô chú anh chị ha. Khu vực này một phòng nữa nè. Ở bên trên là phòng của ngôi nhà mình. Phía trước thì sẽ có khoảng không gian ban công nha. Khu vực ban công và khu vực khung cửa sắt nha cô chú anh chị. Đó, thì ban công của nhà mình ở đây. Ở cái khung cửa sắt nè, rất là chắc chắn luôn. Chủ bao quanh lại. Cái này cô chú anh chị mình cũng có thể mở ra được nè. Đó, mình mở ra được nha cô chú anh chị. Khu vực này mình mở ra được nè ha. Đó, rất là kiên cố nha. Mở ra được luôn. Đó, cái này dạng như cũng là cái lối thoát hiểm của cô chú anh chị ha. Đó, cầu thang đi lên bên trên đó là cầu thang inox 304 nha cô chú chị. Cầu thang này là inox 304. Lên bên trên đó thì sẽ có một phòng ngủ và một khoảng không gian toilet ở bên trên nữa. Đó, cái lối này đi ra nè, lối này để mình đi ra.
ra phía bên này sẽ là khoảng không gian toilet của mình. Ở khu vực này khu vực toilet nè. Lầu 2 của nhà mình thì có một khoảng không gian toilet nha, để cô chú anh chị mình có thể mình sử dụng ở bên trên này luôn, khỏi phải đi xuống dưới tầng trệt ha. Và khu vực này cũng có làm cái đường ống để mình đi máy giặt nè, đường ống cấp, đường ống xả để mình đi máy giặt ở đây, rất là tiện nha cô chú anh chị. Ở trên này thì chủ có làm mấy cái kệ để đồ nè, họ làm cái gác để đồ nè cô chú anh chị ha. Ở cái lối này là mình sẽ ra phòng phía bên ngoài, và ra phòng phía bên ngoài này thì sẽ có khu vực ban công ở phía trước luôn. Ở gạch thì chủ ốp cao ráo xung quanh hết, rất là chắc chắn luôn nha. Ở bên trên là hệ thống lam nè cô chú anh chị, ở la phong ha. Ở phía trước của ngôi nhà mình có khoảng không gian ban công nữa. Ở đây là cái ban công của ngôi nhà mình. Ở ban công ở đây thì cô chú anh chị mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở đây nè, rất là tiện. Còn cái này cũng cô chú anh chị mình cũng có thể mở ra được ha. Mình mở này ra mình làm cái lối thoát hiểm nè. Cái này là cái lối thoát hiểm nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc một sẹt của đường Hậu Giang, thuộc phường 12 quận 6 ha. Cái địa chỉ chính xác của ngôi nhà mình là 796 sẹt 17 bích của đường Hậu Giang, thuộc phường 12 quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình bề ngang là 3,5m và chiều dài đó là 6,5m nha. Kết cấu một trệt, hai lầu, có tổng cộng 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên. Hiện tại ngôi nhà này mức giá chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng đó là 2,8 tỷ. 2,8 tỷ giá vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng hết cô chú anh chị nha. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796 379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.